Chiều tối ngày 28 tháng 7 năm 2018, Singapore Airlines đã đưa tàu bay Boeing 787-10 đến thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay SQ-186. Đây cũng là lần đầu tiên tàu bay Boeing 787-10 đến thành phố Hồ Chí Minh. Singapore Airlines sẽ khai thác loại tàu bay thế hệ mới này hàng ngày trên các chuyến bay SQ-186 từ Singapore đi thành phố Hồ Chí Minh và SQ-185 ở chiều ngược lại. Từ nay, hành khách có thể đi trên hai chuyến bay này của SQ có cơ hội được trải nghiệm các sản phẩm ghế mới dành cho đường ngắn và đường trung của hãng. Tàu bay Boeing 787-10 của Singapore Airlines có 337 ghế, bao gồm 36 ghế hạng thương gia giường phẳng và 301 ghế hạng phổ thông. Ghế hạng thương gia trên Boeing 787-10 là Regional Business Class hay là ghế hạng thương gia khu vực, nhưng có thể ngã hành dừng phẳng 180 độ. Mọi hành khách trong khoang thương gia có thể tiếp cận được lối đi mà không phải bước qua trước mặt hành khách khác. Đây là cải tiến đáng ghi nhận của Singapore Airlines khi hành khách hạng thương gia có thể thư giãn, nghỉ ngơi, thậm chí trên những đường bay ngắn nhất của hãng. Hành khách khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay tối hàng ngày có thể nối chuyến thuận lợi đến nhiều điểm đến của Singapore Airlines tại Úc, châu Âu và Mỹ. Trong đó có nhiều điểm đến sử dụng các dòng máy bay đường dài hiện đại như Airbus A350, A380. Singapore Airlines là hãng không đầu tiên trên thế giới khai thác Boeing 787-10. Với chiều dài 68m, Boeing 787-10 là biến thể dài nhất trong gia đình Dreamliner của Boeing, sử dụng vật liệu tổng hợp nhẹ theo công nghệ tiên tiến. Bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, những địa đến khác của Singapore Airlines đang sử dụng Boeing 787-10 bao gồm Osaka, Perth, Bangkok, Bali và Tokyo. Nhiều địa đến khác sẽ được thêm vào danh sách khi máy bay mới được giao hàng.